Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình phim tài liệu nước ngoài của Đài Truyền hình Việt Nam. Bộ phim chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn hôm nay nằm trong loạt chương trình đặc biệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít. Ngày 9 tháng 5 năm 1945 tại Berlin, Đức đã ký văn kiện đầu hàng, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc tại châu Âu. Sự kiện này đã ghi dấu chiến công oanh liệt của Hồng quân Liên Xô giải phóng loài người khỏi thảm họa phát xít. Để đi đến ngày chiến thắng ấy, quân và dân Liên Xô đã trải qua nhiều trận đánh lịch sử trong những năm tháng, nhiều hy sinh mất mát nhưng cũng rất hào hùng của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Bộ phim tài liệu nước ngoài hôm nay do kênh truyền hình Discovery thực hiện, khắc họa lại trận đối đầu đầu tiên của quân phát xít trước Hồng quân Liên Xô, trận pháo đài Brest. Đoàn quân của Hitler đã hăm hở xông đến pháo đài Brest với tư tưởng sẽ nhanh chóng giành thắng lợi như những gì đã làm được khi Đức tấn công các nước Tây Âu trước đó. Thế nhưng quân Đức đã bị bất ngờ trước sự kháng cự kiên cường của các chiến sĩ Hồng quân. Trận pháo đài Brest đã làm phá sản chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh mang tên Barbarossa của quân Đức ngay từ những giờ phút đầu tiên. Và trận pháo đài Brest cũng đã trở thành một trong những biểu tượng về sự anh dũng kiên cường của nước Nga Xô Viết, là tiền đề cho ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng xem phim. Viên đá này được quân đội Liên Xô tìm thấy vào tháng 5 năm 1945 tại nơi làm việc của Hitler bên trong phủ thủ tướng Đức ở Berlin. Và viên đá này là từ pháo đài Brest. Nhưng đến bây giờ không ai biết được tại sao Hitler lại giữ nó và viên đá khiến ông ta nghĩ đến điều gì. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là Hitler luôn ghi nhớ về pháo đài Brest trong suốt 4 năm của cuộc chiến. Nó không bị lẫn với bất cứ trận đánh nào trong số hàng trăm trận đánh. Nó là sự khởi đầu cho thất bại của phát xít Đức. Trong vòng 2 tiếng đứng trong hàng ngũ và nghe lệnh của chủ huy, cuối cùng chúng tôi cũng được biết lý do tại sao chúng tôi lại ở đó. Chúng tôi ở đó không phải để đi đến xứ Ba Tư, mà là để trừng phạt nước Anh với sự đồng ý của phía Nga, và để cho người Anh không kịp cảnh giác, sau đó nhanh chóng chuyển quân tới eo biển Măng Sơ và cập bến nước Anh. Không, chúng tôi, những người lính của đế chế phát xít vĩ đại sẽ chiến đấu chống quân Liên Xô, nhưng sẽ không có thế lực nào có thể cản bước tiến của chúng tôi. Nó sẽ là một cuộc chiến thực sự cho người Nga, và vinh quang sẽ thuộc về chúng tôi. Chúng tôi cầu nguyện cho điều đó thành sự thực. Sáng hôm đó tôi dậy sớm và nằm trên giường mà không ngủ. Tôi nhớ có một tiếng gì đó như tiếng máy bay bay qua, sau đó là một tiếng nổ, và rồi lại hai, ba tiếng nổ nữa, và cuối cùng nó thành một tiếng rít rất lớn. Đó như là một cơn bão ngay trên đầu chúng tôi. Nó có một sức mạnh mà trong cả cuộc chiến chúng tôi chưa từng được chứng kiến. Sư đoàn của chúng tôi tham gia cuộc pháo kích đầu tiên. Tất cả pháo của sư đoàn gồm 9 quả pháo hạng nhẹ và 3 quả pháo hạng nặng đều được bắn ra. Và sau đó có thêm 2 đội súng cối cùng với trung đoàn đặc công thứ 4. Những dàn pháo phản lực đã bắn ra 2.880 phát trong một khoảng thời gian ngắn. Những quả bom và những phát đạn đầu tiên trong lịch sử Đức, một đội ngũ quay phim hùng hậu của Bộ Tuyên truyền Đức cùng với quân đội phát xít đã tiến về phía đông. Những binh sĩ cầm máy quay phim ngồi ở ghế lái trong các máy bay chiến đấu bên cạnh những phi công. Họ đang quay một bộ phim mới có tên Vinh Quang ở Phương Đông. Tập đầu tiên với tên gọi Vinh Quang ở Phương Tây đã được ra mắt với những hình ảnh tại Đan Mạch.
Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Pháp, dấu thập ngoặc trên tháp Eiffel ở Paris và cuộc diễu hành trên đại lộ Champs-Élysées. Người Đức rất thích những cảnh quay như thế. Thành phố Brest nhộn nhịp người vào buổi tối ngày 21 tháng 6. Một số người đang háo hức đến xem buổi trình diễn ca nhạc của những nghệ sĩ đến từ Moscow. Tiếng nhạc được cất lên từ những sàn nhảy ở trên pháo đài. Có những người đến các rạp chiếu phim để xem những bộ phim như Valerie Chaklov và Gánh Xiếc. Không việc gì phải vội về nhà cả, và họ có thể ngủ ngon vào ngày Chủ nhật. Ngày 22 tháng 6, pháo của quân đoàn 12 phát xít Đức đã bắn vào pháo đài khi mọi người vẫn còn ngủ yên. Mọi thứ được lên kế hoạch tới phút chót. Cứ 4 phút, vùng hỏa lực lại được dịch lên 100 mét. Với kế hoạch như thế thì mọi thứ sẽ trở nên tan hoang. Về mặt tâm lý, việc tiến hành đợt hỏa lực lớn như vậy trong một thời gian ngắn bằng tất cả mọi phương thức tấn công là điều rất quan trọng. Tôi đang làm nhiệm vụ vào ngày 22. Tôi ngồi sau cửa sổ từ phía bên đó. Vâng, từ phía bên đó. Và khi mọi thứ bắt đầu, những mảnh kính đã bị văng ra và bắn cả vào người tôi. Tôi đã hiểu ngay mọi chuyện nên đã nằm ngay xuống sàn và đợi. Chúng sẽ không thể bắt được tôi một cách dễ dàng. Tôi tiến về chỗ này, gần bức tường và nằm im ở đó. Không chỉ có tôi mà tất cả mọi người đều rời khỏi giường, nằm xuống và đợi. Chúng tôi trốn đi cho đến khi mọi thứ ngừng hẳn. Chúng tôi có thể chạy đi đâu? Mọi thứ thì đang bốc cháy. Còn quân địch thì ở khắp nơi, ngoài sân, trong các tòa nhà. Quả thật đó giống như là địa ngục vậy, không có nơi nào để chạy đến. Mọi thứ vẫn đang bốc cháy. Vụ pháo kích đó kéo dài tới 45 phút. Ông Pyotr Bondarev, chỉ huy tiểu đoàn chống tăng 98, đã làm nhiệm vụ trên pháo đài này kể từ tháng 3 năm 1941. Ông Bondarev được đưa tới Brest từ Vysokolistov để thay thế những đồng chí cấp trên. Nhiệm vụ được ông tiến hành rất tốt. Trong đợt tập huấn mùa xuân, ông đã bắn trúng một mục tiêu di động từ lần bắn thứ hai, cho nên đã được thưởng một kỳ nghỉ. Những binh sĩ tài năng, cộng thêm với học vị tương đương với cấp 2 trung học, sẽ được các chỉ huy chọn để giảng bài về chính trị. Vào giữa tháng 6, ông Bondarev được chọn vào vị trí trợ giảng sơ cấp về chính trị. Đáng ra ngày 22 tháng 6, ông ấy có thể được nhận phù hiệu với 4 hình tam giác ngay trước lễ diễu binh. Người Đức đã không đón đợi sức mạnh thực sự từ pháo đài. Các lực lượng chính của đơn vị đồn trú tại Brest thì đang ở các trại hè. Chỉ có 7 tiểu đoàn ở lại trên pháo đài, các đơn vị hậu cần, những người sửa chữa và gia đình của những chỉ huy. Việc xây dựng pháo đài kiên cố ở phía tây nước Nga này được bắt đầu vào năm 1833 trên một hòn đảo gần đoạn giao giữa hai con sông Mukhovet và Uzhny Bug. Trung tâm của pháo đài là thành lũy, một doanh trại hình đa giác. Chiều rộng của bức tường bên ngoài, nơi mà có các lỗ đặt súng và pháo là vào khoảng 2 mét. Từ bên trong dày khoảng 1,5 mét. 500 căn hầm ở đó có thể che giấu một đơn vị đồn trú với khoảng 12.000 binh sĩ và sĩ quan, cùng với một lượng đồ tiếp tế và vũ khí cần thiết. Pháo đài được bảo vệ bởi các tuyến công sự Terespolskie, Kobrinskie và Volinskie từ hướng Tây, Bắc và Nam. 10 mét đất dốc thoải cùng với các hầm ở bên trong bao quanh vành đai bên ngoài. 4 hòn đảo với các con sông và mương bao quanh được nối với nhau bởi 9 cây cầu. Thêm 9 công sự ở bên ngoài được xây dựng vào cuối thế kỷ 19. Và vào đầu thế kỷ 20, các tuyến công sự ở phía trước được gia cố lại một lần nữa. Nhưng với sự xuất hiện của các máy bay ném bom và pháo tầm xa, thành lũy kiên cố này đã trở thành một doanh trại lớn. Trong trường hợp nguy hiểm thì các binh sĩ phải rời đi. Nhưng việc thoát ra khỏi đó qua cánh cổng hẹp dưới làn đạn của kẻ địch thì gần như là điều bất khả thi. Tướng Heinz Guderian. Ông ấy đã giành được pháo đài này vào năm 1939 và nắm rõ những điểm yếu của nó.
Pháo đài Brest khi đó nằm dưới sự kiểm soát của phát xít Đức trong vòng một tuần, cho đến khi nó được chuyển giao cho Liên Xô. Người Đức đã nghiên cứu cấu trúc của pháo đài này tới từng chi tiết nhỏ nhất, và giờ họ thiết kế tất cả các hành động có thể diễn ra bằng cách sử dụng một mô hình. Những kẻ xâm nhập bên phía phát xít đã hành động ở Brest vài ngày trước khi diễn ra cuộc xâm chiếm. Bốn phút đầu tiên của cuộc pháo kích diễn ra tưởng như sẽ không bao giờ dứt. Vào lúc 3 giờ 19 phút, những chiến binh của quân Đức đã cho hạ thủy những chiếc thuyền, và rồi những chiếc thuyền này đi sang bờ bên kia của sông Bug về phía đông. Khi chúng tôi chạy khỏi căn hộ của mình, những phát đạn cứ liên tục được bắn ra. Còn các máy bay thì đang bay trên trời. Nhưng mọi người chúng tôi đều chạy đi. Tôi không hiểu lý do gì mà lúc đó tất cả chạy về phía con sông Trenimburg. Mẹ tôi chạy chân đất và chân bà bị thương. Tất cả chúng tôi đều chạy dưới cầu thang này và trong tầng hầm, khi ngoài kia tình hình đang rất dữ dội. Năm 1945, sư đoàn bộ binh tấn công Brest khi đó có vị thế đặc biệt đối với Hitler. Sư đoàn này, trước đây thuộc quân đội Áo, được thành lập tại quê hương của Hitler, gần thành phố Linz. Tư tưởng trung thành với Hitler ăn sâu trong sư đoàn này. Những binh sĩ ở đây là những người đầu tiên tiến vào Paris. Họ đã tham chiến tại Bỉ và Hà Lan. Họ chiếm được Warsaw vốn rất vững chắc. Tất cả mọi người đều trông đợi vào thắng lợi trong vánh từ đội quân này, và họ không do dự về điều đó, giống như cái cách mà họ tin vào những người chỉ huy của mình. 3 giờ 15 phút, 3 giờ 19 phút, 3 giờ 23 phút, 3 giờ 27 phút, những loạt đạn pháo vẫn chưa dừng lại. Vùng đất bị biến dạng đã ngay lập tức bị phía quân xâm lược chiếm giữ. Và lúc 3 giờ 40 phút, các máy bay ném bom bắt đầu tham gia tấn công. Chúng dễ dàng hạ gục đảo phía nam, nơi chỉ có các nhà kho và bệnh viện. Chúng kết liễu những người bệnh nằm trên giường bằng bán súng. Những người khác thì bị giết một cách có chọn lọc. Nhưng ở đảo phía tây, những kẻ tấn công đã vấp phải sự kháng cự của các chiến sĩ biên phòng ở đồn biên phòng số 9. Tuy nhiên, họ không ngăn chặn cái địch được lâu. Trung tâm của sự kháng cự đã bị phát hiện. Quân Đức tràn vào bên trong khu thành lũy thông qua cổng Terespol. Chúng chiếm được một số hầm của một doanh trại, cũng như từ phòng ăn của các sĩ quan và từ một nhà thờ cũ. Người Nga trên pháo đài phải rời khỏi giường vì đạn pháo của chúng tôi. Những người đầu tiên bị chúng tôi bắt chỉ mặc mũ đồ lót, nhưng họ nhanh chóng thiết lập những nhóm chiến đấu và bắt đầu tổ chức phản kháng. Số lượng thương vong của chúng tôi, đặc biệt là các sĩ quan, tăng một cách chóng mặt chỉ trong thời gian rất ngắn. Trưa ngày 22 tháng 6, chúng tôi phải gửi về Berlin những cảnh quay về việc chiếm được pháo đài Brest. Các phóng viên đợi để ghi được những cảnh như giơ tay và dừng cờ trắng xin hàng. Những cảnh quay đó sẽ được sử dụng một cách sớm nhất có thể trong bộ phim tuyên truyền có tên Sự đầu hàng của pháo đài Brest-Litovsk. Trong suốt những cuộc diễu binh đầy vẻ vang xuyên châu Âu, các sư đoàn của quân đội Đức đều có bộ phận tuyên truyền trong bộ máy của mình. Những người lính đặc biệt, những người có thể viết kịch bản, quay phim và tham chiến sẽ được lựa chọn cho bộ phận này. Mặc dù các binh sĩ vẫn phải làm nhiệm vụ và giao tranh vẫn diễn ra ở bên ngoài, tuy nhiên các tướng lĩnh ở tổng hành dinh vẫn có thể xem được những thước phim mới về cuộc chiến tranh chớp nhoáng mỗi tuần. Những bản tin chiến thắng hàng tuần trên chương trình thời sự càng thuyết phục người Đức về sự bất khả chiến bại của quân đội Đức. Chúng tôi đã chiếm được nhà thờ, yêu cầu ngừng bắn tại khu vực quảng trường. Câu lạc bộ Hồng Quân là một nơi có vị trí tốt, vì từ đây chúng tôi có thể nhắm bắn vào cả khoảng sân của khu thành lũy. 2 tiếng của cuộc chiến đã trôi qua, những kẻ tấn công thì hành xử như đang ở nhà. Khi mà những người bảo vệ pháo đài đã tái nhợt vì các cuộc pháo kích, cho nên không việc gì phải vội. Người Đức thậm chí có đủ thời gian để tò mò. Tuy nhiên, sự bình thản đó của những kẻ tấn công không kéo dài được lâu. Họ sẽ nhanh chóng hiểu ra rằng những người lính Hồng quân Liên Xô còn sống, hoàn toàn đủ tỉnh táo và sẵn sàng chiến đấu. Phía đông nam của các doanh trại đã bị chiếm đóng bởi trung đoàn súng trường 84.
Chỉ huy trung đoàn Yefim Fomin đã ngay lập tức tổ chức các binh sĩ và ra lệnh người tổ chức của đoàn thanh niên Cộng sản Lenin Matevosyan tiến hành đợt phản công đầu tiên, đẩy kẻ địch ra khỏi khu thành lũy. Các binh sĩ nhanh chóng tiến về phía những kẻ tấn công từ hướng cổng Khoms. Họ được trang bị khác nhau, có người được trang bị những chiếc thuồng để mở đường. Chúng tôi nhảy lên những xác chết của những người bạn của chúng tôi cũng như của quân Đức, và chúng tôi là những người đầu tiên tấn công dù bị thương. Nhưng tiếng hurra bằng tiếng Nga rất to vẫn còn vang vẳng trong đầu tôi, và nó còn đanh thép hơn cả tiếng loạt pháo mở màn. Quân Đức định rút lui nhưng họ lại vấp phải những đợt tấn công của Trung đoàn 33 và của lính biên phòng trạm biên phòng số 9. Sau những nỗ lực trốn thoát bất thành và mất đi gần nửa quân số, quân phát xít phải ở lại bên trong câu lạc bộ. Đạn pháo không thể giúp các binh sĩ Đức khi mà họ đang rất gần vị trí quân Nga. Các tay súng bắn tỉa của quân đội Liên Xô đã không để cho quân Đức có thể tiến về phía những binh sĩ bị bắt ở trong khu thành lũy. Tôi nhìn thấy ba người lính trên nóc hầm. Tôi định nổ súng nhưng sợ rằng đó là những người bạn của mình. Sau đó tôi nhận ra rằng họ là lính Nga và họ là những tay súng với rất nhiều mưu mẹo. Họ cố thủ bên cạnh các căn hầm, vốn là khu vực rất khó tiếp cận được. Những tay súng bắn tỉa này đã bắn những người điều khiển súng máy từ trung đội của Trung úy Winch khi những người điều khiển súng máy tìm cách thay đổi vị trí của mình. Viên đạn đã đi xuyên qua phổi của hạ sĩ Teuchler. Loạt đại bác vẫn đang được bắn ra khi mà Tổng tham mưu quân đội Liên Xô Ivan Akimokin chạy vào vị trí của Lữ đoàn Pháo binh 98. Ông ấy cứu sống những binh sĩ bất tỉnh, đồng thời ra lệnh nã đạn về phía đối phương. Sau đó tôi hết đạn và chỉ huy tiểu đội chạy ngay sau tôi. Chúng tôi chạy tới những khẩu pháo. Chỉ huy khẩu đội pháo Kaganovich đang ở đó. Chúng tôi đến và mọi thứ ở đó thật hỗn độn. Chúng tôi lấy một khẩu pháo, đem về đây và dựng nó lên. Lúc 3 giờ 30 phút sáng, pháo đài tưởng chừng như đã bị phá hủy lại vùng dậy. Các hoạt động phòng thủ được tổ chức ở toàn bộ vòng ngoài. Cổng Kobrinsk được bảo vệ bởi Lữ đoàn Pháo chống xe tăng 98. Trung đoàn 125 chiến đấu ở phía đông bắc khu thành lũy. Sĩ quan phụ trách chính trị Yefim Fomin chỉ huy ở các doanh trại phía nam và tây nam. Khu phía tây được bảo vệ bởi các chiến sĩ của Trung đoàn 44. Các tuyến công sự phía đông và phía tây được canh giữ bởi các chiến sĩ của tiểu đoàn phòng không đặc chủng 393 cùng với các nhóm nhỏ đã không thể rời pháo đài trong những giờ phút đầu tiên của trận đánh. Có khoảng 400 người bên trong các căn hầm này, bao gồm các binh sĩ và chỉ huy từ những đơn vị và lực lượng khác nhau. Gia đình của những người chỉ huy cũng đến đây, không ai biết ai. Những phút đầu tiên của trận đánh, không có một chỉ huy nào ở đây. Vài giờ sau, chỉ huy trung đoàn súng trường 44, thiếu tá Gavrilov, đã đến đây và tổ chức phòng thủ tại khu vực này. Ông ấy chia toàn bộ các nhân viên về các đơn vị khác nhau, đồng thời chỉ rõ khu vực phòng thủ. Bộ phận tham mưu phòng thủ được thành lập dưới sự chỉ huy của đại tá Kasakin. Các bệnh viện cũng được tổ chức dưới sự chỉ huy của Raisa Avakumova. Các chiến sĩ pháo binh sống sót sau đợt pháo kích đã mang pháo 45 ly lên trên pháo đài. Nhờ vậy, họ có thể nhìn thấy rõ những xe chở lính của Hitler. Những người lính đó ngồi trên xe như là đang đi chơi, giống như những gì họ đã quen làm ở châu Âu. Chúng đã trên đường Kobrinsk rồi. Chúng tôi quay lại. Chúng thậm chí không nhận ra chúng tôi. Khi tôi nổ súng, chúng cho nổ mìn ngay lập tức. Các chiến sĩ phòng thủ đã chiến đấu trong 10 tiếng đồng hồ liền. Fomin liên tục đưa các nhóm tình báo đến Brest và Kobrinsk, nhưng họ không trở lại. Không ai biết tình hình thực tại ra sao. Brest đã hoàn toàn bị quân địch chiếm giữ vào lúc 12 giờ. Tất cả mọi ngả rút lui đều bị chặn,
Nhưng trái với sự trông đợi của quân Hitler, sự kháng cự ngày một gia tăng. Nỗ lực chiếm giữ pháo đài một lần nữa thất bại và các đợt tấn công đã tắt ngấm. Lúc 13 giờ 15 phút, Bộ Tư lệnh của quân Đức đưa trung đoàn bộ binh 133 tham chiến mà không có kết quả. Những khẩu pháo được đưa lên để tiến hành tấn công. 9 khẩu súng cối 200 ly được sử dụng để hỗ trợ. Tất cả đều không có hiệu lực. Sự kháng cự vẫn tiếp tục ở trong pháo đài. Và lúc 14 giờ 30 phút, chỉ huy sư đoàn 45 đã đến khu vực tuyến công sự Kobrinz bị quân Đức chiếm đóng để trực tiếp đánh giá tình hình. Ông ta tin rằng lực lượng bộ binh của mình sẽ không thể tự giành được khu thành lũy. Slipper ra lệnh cho bộ binh lui lại sau khi trời tối và tiến hành pháo kích trở lại. Đó là đợt tấn công đầu tiên của trung đoàn 45 chí danh kể từ khi cuộc chiến ở châu Âu bắt đầu. 21 sĩ quan, 290 hạ sĩ quan và binh nhì đã thiệt mạng vào buổi tối. Danh sách thương vong còn có đại úy Braxa, chỉ huy tiểu đoàn số 3, và đại úy Kraus, chỉ huy lữ đoàn số 1 của trung đoàn pháo 99, cùng với các sĩ quan tham mưu của họ. Trong khi đó, một không khí bận rộn nhưng vui mừng lại đang diễn ra ở tổng hành dinh của Hitler ở Berlin. Trong vài giờ đầu của cuộc chiến, quân Đức đã tiến sâu hàng chục cây số vào lãnh thổ Liên Xô. Nhưng Hitler vẫn hơi lo. Tư lệnh quân đoàn 4 của quân Đức vì lý do gì đó đã không báo cáo về việc chiếm giữ Brest. Và sư đoàn 45 đáng ra phải tiến lên vài giờ trước đó. Và khi Hitler được nghe báo cáo rằng việc tấn công vào pháo đài sẽ được tiến hành trở lại vào ngày hôm sau, ông ta đã không thể tin vào tai mình. Nhưng ông ta đã không muốn mất bình tĩnh vì không muốn làm hỏng ngày vui của quân đội Đức. Hitler nhận thấy rõ tầm quan trọng của Brest vì đó không chỉ là một căn cứ quân sự mà còn là một biểu tượng. Tại đây vào năm 1918, quân đội Liên Xô đã quỳ gối và công nhận mọi điều kiện của quân đội Đức với tư cách là kẻ thua trận. Nhưng hiệp ước Versailles đã khiến người Đức cảm thấy hổ thẹn và sau đó người Nga đã chấm dứt hiệp ước Brest. Do đó quân Đức muốn trừng phạt quân Nga ở tại đây, tại Brest. Thêm vào đó, pháo đài Brest là cái mà quân Đức không muốn bỏ qua. Pháo đài Brest-Litov có một vị trí chiến lược và khu thành lũy bên trong đó đóng vai trò quan trọng trong các năm 1915 và 1939. Không thể bỏ qua và không thể không chiếm giữ pháo đài này vì nó chặn đoạn giao nhau của con sông Bug. Đồng thời nó có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc vận chuyển binh lính cũng như hàng tiếp tế do gần với các con đường cho xe tăng. Theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy quân Đức, các lực lượng nhắm tới Moscow sẽ di chuyển không ngừng qua Brest. Các tướng lĩnh của Hitler tin rằng pháo đài này là một chướng ngại vật lớn, nhưng họ không cho rằng đó là một hàng rào phòng thủ cực mạnh. Trong ngày đầu trận đánh, binh nhì Vasikovsky mang tới cho tôi một chiếc bốt với một tấm bản đồ quân sự mà anh ta lấy được từ một sĩ quan phát xít thiệt mạng. Tấm bản đồ này đã tiết lộ những kế hoạch chỉ huy của địch cho chúng tôi. Theo lệnh, chúng bị chiếm giữ pháo đài lúc 12 giờ ngày 22 tháng 6. Cánh cổng này là nơi mà những người lính được dẫn dắt bởi sĩ quan Fomin tiến hành các đợt phản công. Các đợt phản công đó tắt ngấm và những người tham gia bị thiệt mạng. Sau đó, vào ngày 23 tháng 6, quân Đức dẫn những người chúng bắt được bên trong bệnh viện ra đứng trước bọn chúng, bao gồm những người bị thương, phụ nữ và trẻ em. Và họ hét lên với những người bảo vệ pháo đài, hãy bắn vào chúng tôi, cứ làm đi nhưng không để quân địch chạy thoát. Tất cả những sự việc đó đã xảy ra tại đây, trên cây cầu này. Khi chúng tôi bị đưa vào tù, quân Đức đặt nhiều khẩu đại bác lớn lên chiếc cầu này và bắn vào pháo đài. Và chúng dẫn chúng tôi lên chiếc cầu này và yêu cầu chúng tôi nằm xuống cạnh những khẩu đại bác đó. Chúng tôi cùng với những đứa trẻ nằm xuống. Bạn phải hiểu rằng, khi 4-5 khẩu đại bác bắn ra cùng một lúc, não của bạn lúc đó như muốn nổ tung. Những khẩu súng pháo tiếp tục bắn vào pháo đài. Tất cả hỏa lực của quân đoàn pháo binh được nã vào những bức tường cổ có độ tuổi hàng thế kỷ.
Ngay sau đó, quân Đức đem tới hai khẩu súng đại bác hạng nặng, hai khẩu súng cối di động 600 ly được gọi là Cal. Mỗi khẩu đều có tên riêng. Khẩu này có dòng chữ Thor được ghi trên xe chở pháo. Đạn bắn ra mỗi viên nặng 2 tấn và có thể tạo hố sâu đến 10 mét. Ở châu Âu, sự xuất hiện của Cal gần các bức tường của một thành phố bị vây hãm, đồng nghĩa với thắng lợi cho quân Đức. Tại Brest, nạn nhân đầu tiên của Cal là binh nhì Werner của quân đội Đức. Anh ta chết do bị đau tim sau phát bắn đầu tiên của khẩu đại bác này. Gia đình anh ta nhận một lá thư nói rằng anh ta qua đời vì lợi ích của nước Đức vĩ đại. Không có hoạt động nào vào lúc 10 giờ sáng. Chúng tôi phải đưa ra thông báo về việc từ bỏ ý định kháng cự đối với quân Nga để làm suy yếu tinh thần chiến đấu của họ. Kế hoạch của quân Đức đã phần nào thành công. Dựa trên báo cáo của tư lệnh sư đoàn 15, khoảng 1.900 người đã bỏ cuộc trong ngày thứ hai của cuộc chiến. Có rất nhiều phụ nữ và trẻ em trong số đó, thậm chí có cả một số binh sĩ nữa. Họ chủ yếu là lính dự bị đến để tham gia tập huấn. Một số binh sĩ thì mặc thường phục, còn những binh sĩ khác mặc quân phục. Họ còn mang cả gối bông trên ngực, giống như là áo chống đạn vậy. Họ cố gắng thoát ra khỏi pháo đài. Vào trưa ngày 23 tháng 6, Hitler yêu cầu cập nhật tình hình tại Brest. Ông ta nóng lòng muốn chuyển tổng hành dinh về phía đông, gần với chiến tuyến hơn. Trong suốt cuộc chiến tại châu Âu, tổng hành dinh đã được chuyển về vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ngay sau khi quân phát xít vượt qua biên giới. Lúc này, sau khi nhận được tin từ Brest, Hitler quyết định chờ đợi. Ngày phòng thủ thứ ba bắt đầu bằng những đợt pháo kích với hỏa lực tương đương như lúc bắt đầu cuộc chiến. Quân của Hitler nhận thấy rõ sự kiên cường và dũng cảm của những người bảo vệ pháo đài Brest. Nhưng quân Đức không hiểu tại sao pháo đài vẫn chiến đấu và không đầu hàng. Ban đầu ai cũng định bảo vệ pháo đài. Lính của Hồng quân Liên Xô cố gắng thoát khỏi đống đổ nát và chỉ có một số ít thoát ra được. Tổn thất là rất lớn. Những người không thoát ra được đang chờ đợi sự giúp đỡ từ những người bạn của mình và họ không biết rằng xe tăng của quân Đức đã rất gần Minsk. Lúc 19 giờ, tôi thấy qua ống nhòm của tôi một cậu bé tầm 6 hoặc 7 tuổi đang đi trên con đường dẫn tới tuyến công sự phía đông. Đạn bắn xung quanh cậu bé và cậu bé đi xa hơn rồi sau đó biến mất. Sau đợt pháo kích, trung đội đột kích của trung đoàn bộ binh 133 đã xông vào khu thành lũy. Trung đội này đã đưa các binh sĩ trong lượt xâm nhập đầu tiên tới gần câu lạc bộ. Giao tranh đã diễn ra trong các hầm trú ẩn. Cùng lúc đó, tuyến công sự Kobrinz, tuyến công sự lớn nhất đã bị tấn công. Quân địch đã thành công trong việc chiếm giữ phần lớn nhất của tuyến phòng thủ chính và đây là nơi mà đội quân của đại úy Sablowski đã bị bắt giữ. Chúng đưa bố tôi và lính của ông ấy đi vào buổi tối, dọc theo những tuyến phòng thủ này. Đúng, chúng đặt họ ở đằng kia. Đó là nơi những người lính đã đứng. Chúng tôi thì đứng ở dưới con dốc và bắt đầu hét lên. Mẹ ơi, bố ơi. Tôi cũng hét gọi bố tôi, nhưng ông ấy không thể nghe thấy tôi. Bởi vì em biết đấy, điều gì đang xảy ra ở đây. Những tiếng hét và tiếng gọi của những đứa trẻ vang lên. Và điều duy nhất tôi có thể làm lúc đó là đứng nhìn. Tôi nhìn thấy bố tôi đứng lên một cách khó khăn và những người lính đã phải đỡ ông ấy. Bà Raisa Sablowskaya khi đó 8 tuổi, bà ấy không thể nhớ nhiều thứ đã diễn ra trong những ngày kinh hoàng đó, nhưng những khoảnh khắc tồi tệ nhất đã theo bà mãi mãi. Sau đó bố tôi đã đẩy tên lính hộ tống khi hắn đang đi bên cạnh và hô lên, những ai không muốn bị bắt giữ trong tủ nhục, hãy theo tôi. Ông ấy bước lên những tấm lan can này và nhảy xuống hướng này. Nhiều người khác cũng nhảy xuống cùng bố tôi, nhưng tất cả họ đều bị bắn cùng một lúc. Sau đó chúng tôi được đưa trở lại chỗ đó. Mẹ tôi bảo tôi, có thể đó là bố của con kìa. Áo của ông ấy nổi phồng lên và tôi không thấy thắt lưng của ông ấy đâu vì nó đã bị quân địch lấy mất. Nhiều bà vợ của các chỉ huy đã tham chiến cùng với chồng mình bên trong các hầm trú ẩn. Đơn vị tấn công của sư đoàn 45 đã báo cáo chỉ huy của họ về một tiểu đoàn nữ, nhưng điều đó chỉ là một sự phóng đại. Không có một đơn vị nữ nào ở trong pháo đài. Ngày 24 tháng 6, sau khi khu thành lũy bị chiếm giữ, vào ngày thứ ba của trận đánh, tư lệnh sư đoàn 45 đã làm báo cáo đầu tiên về việc chiếm giữ pháo đài Brest-Litovsk. Và chỉ ngay sau đó, dàn quân lính bên trong tổng hành dinh của Hitler đã khởi hành về phía đông tới thị trấn Rostopi. Nhưng bên trong pháo đài, không ai biết về điều đó. Và giao tranh vẫn diễn ra tại pháo đài.
Vào buổi tối cùng ngày, tại tòa nhà của bộ phận kỹ thuật của doanh trại, những vị chỉ huy còn sống sót đã tiến hành một cuộc họp ngắn. Chỉ thị số 1 đã được đưa ra và đây là tài liệu duy nhất trong các đơn vị đồn trú bị bao vây. Họ thậm chí không có đủ thời gian để hoàn thiện văn bản. Nhưng chính văn bản này sẽ lưu tên của các chỉ huy cũng như số lượng các đơn vị chiến đấu. Chúng tôi nổ súng vào họ. Họ tưởng sẽ dễ dàng hạ gục chúng tôi, nhưng chúng tôi đã tiêu diệt 20 tới 30 người bên phía họ. Chúng tôi tiến đến, lấy đi đồ ăn thức uống cũng như đồ đạc của họ. Chúng tôi ăn đồ ăn của người Đức. Chúng tôi mang tất cả về, và tất cả những thứ đó đủ dùng cho 2 ngày. Và sau đó chúng tôi hết mọi thứ. Sau khi khu thành lũy bị chiếm đóng, tuyến công sự phía đông trở thành trung tâm của sự kháng cự. Những kẻ tấn công đã cố gắng chiếm được tuyến phòng thủ Kobrinsk. Tuy nhiên, các chiến sĩ pháo binh của lữ đoàn chống tăng 98 đã phòng thủ rất tốt. Họ bắn trúng một số xe tăng và nhiều xe thiết giáp. Khi mà quân địch phá hủy các khẩu đại bác, các chiến sĩ đã vào trong các hầm trú ẩn cùng với súng trường và lựu đạn. Những phóng viên thời sự Đức đã ghi lại cảnh chiếm đóng với tâm trạng hả hê. Đây là một hoạt động khá là ngoạn mục mà không có rủi ro nào, nhưng từ đó vẫn chưa đủ cho một bộ phim. Bộ tuyên truyền ở Berlin chỉ yêu cầu những cảnh quay chiến thắng từ Brest, nhưng những người lính đã không có những cảnh đó. Chính vì thế, họ đã dàn dựng những cảnh quay đó như mọi khi. Đây là một trong số đó. Một khẩu súng máy đã bắn để bảo vệ những khẩu súng phun lửa cũng như đội quân phá hủy trước tuyến phòng thủ của quân địch. Những người lính đã tấn công vào vị trí hỏa lực của đối phương dưới làn đạn của súng máy. Những người sử dụng súng phun lửa thì tiến lại rất gần và sử dụng lửa để hỗ trợ. Nhưng không ai đáp trả từ vị trí hỏa lực ở bên kia, vì thực ra không có một ai ở bên trong. Tuy vậy, khán giả và những vị lãnh đạo của quân Đức sẽ thích những cảnh quay đó. Chỉ trong một thời gian ngắn, những cảnh quay ở Brest sẽ xuất hiện tại các rạp chiếu phim. Nhưng sẽ không có ai nhận ra được rằng cuộc chiến tại pháo đài vẫn đang diễn ra. Các cuộc tấn công và pháo kích giờ kết hợp với các biện pháp tâm lý. Quân Đức kêu gọi quân Nga từ bỏ chiến đấu bằng các biện pháp giải chuyển đơn, đồng thời cam kết họ sẽ được sống và được đối xử nhân đạo. Lúc đó quân Đức đã cầm loa lên và nói rằng: những người Nga hãy từ bỏ việc chiến đấu, tất cả đã kết thúc. Chúng tôi đã ở Smolensk, chúng tôi chiếm được Minsk và các người vẫn còn chiến đấu tại đây. Ồ không, chúng tôi biết điều đó hoàn toàn nhảm nhí. Chúng tôi biết những người lính Hồng quân của chúng tôi sẽ tới bằng mọi giá. Chúng tôi không hề nghi ngờ điều đó. Quân phát xít hét lên: người Nga, hãy từ bỏ việc chiến đấu. Nhưng họ không biết rằng không chỉ có quân Nga ở trong pháo đài, mà còn có cả quân Belarus, Ossetia, Ukraine, Uzbekistan, Tatarstan, Kalmykia, Gruzia và Chechnya. Đơn vị đồn trú ở pháo đài chỉ là một sự phản chiếu nhỏ về tổ quốc Liên Xô của họ. Những người lính với 30 quốc tịch khác nhau đã chiến đấu tại đây, nhưng họ đều đoàn kết với nhau như một quốc gia. Để tới được công sự phía đông là điều bất khả thi vì tuyến phòng thủ ở đó được bố trí hoàn hảo. Tuyến phòng thủ do một thiếu tá chỉ huy. Công sự phía đông là một công trình có hình móng ngựa của tuyến công sự Kobrinskaya. Đây là thiếu tá Piotr Gavrilov, chỉ huy trung đoàn 44, là một sĩ quan chiến đấu từng tham chiến trong chiến tranh Phần Lan. Ông ấy gần như là sĩ quan cấp cao duy nhất tham chiến. Những người bảo vệ pháo đài đã phải chịu khát nước vì không có nước bên trong pháo đài, dù nó nằm gần 2 con sông và 1 con kênh. Lý do là quân phát xít đã pháo kích vào những đường ống cấp nước trong đợt tấn công đầu tiên vào pháo đài. Tuy vậy, một số người bảo vệ pháo đài nói rằng đã không có nước từ vài giờ trước khi chiến sự bắt đầu. Ngày nào chúng tôi cũng mong chờ trời sẽ mưa, nhưng chẳng có cơn mưa nào. Không khí thì lẫn với cho bụi khiến cổ họng của chúng tôi đau rát. Chúng tôi muốn uống nước. Chúng tôi đào một cái giếng sâu 2 mét và nước chảy vào giếng đó là từ chuồng ngựa của quân Đức. Và thế là xong. Chúng tôi không thể uống được gì cả. Không ai được uống nước có lẫn phân và nước tiểu của ngựa, kể cả khi chết khát.
Cái giếng tưởng chừng như vô dụng đó lại được sử dụng để cất giấu các tài liệu của sư đoàn trước cuộc phản công. Họ dự định sẽ lấy chúng sau khi quay trở lại. Và ông Piotr Bondarev đã giấu thẻ đoàn viên Cộng sản Lenin bên trong chiếc giếng này. Chỉ huy Akimovkin bảo chúng tôi chuẩn bị và tiến lên chiến đấu. Một chiến sĩ đã tiến lên trước và bị thiệt mạng. Một chiến sĩ khác cũng đã tiến lên và không trở lại. Sau đó khoảng 25 người chúng tôi tập hợp lại. Chúng tôi lấy súng trường ngắn và lựu đạn được lấy từ nhà kho vào đêm hôm đó. Đúng, chúng tôi đã mang được lựu đạn. Chúng tôi định sẽ sử dụng lựu đạn và tiến lên. Hãy tiến lên và chiến đấu. Nhưng khi chúng tôi xuống nước và một số người trong chúng tôi đã chuẩn bị uống nước, thì mọi thứ bắt đầu. Họ bắt đầu ná đạn vào chúng tôi, trên mặt nước, trên trời và mọi thứ xung quanh chúng tôi. Nestor Shuk đã thiệt mạng khi tham chiến, và Trung úy Akimokin, sau khi hết đạn, đã đưa nhóm binh sĩ cuối cùng tham gia chiến đấu bằng tay không, để rồi bị bắt giữ sau khi bị thương nặng. Thật là tàn bạo khi quân phát xít đã giết ông ấy ngay tại trận. Sau đó, tại Brest, quân phát xít đã tìm thấy và giết chết hai đứa con của ông ấy, Vova 6 tuổi và Anya 4 tuổi. Ông Piotr Bondarev đã bị thương trong cuộc tấn công đó bởi mảnh vụn của một quả mìn. Chính quả mìn đó đã giết chết sĩ quan chính trị Siriaev khi ông ta đang chạy gần đó. Tôi bị thương bởi quả mìn đã giết chết ông ấy. Ông ấy bị một quả lựu đạn ném trúng bụng và máu của ông ấy bắn cả vào người tôi. Những mảnh vụn của quả lựu đạn đã văng trúng chân tôi. Đây là cách mà ông Bondarev bị bắt giữ. Chính xác hơn, ông Bondarev và những người như ông ấy thực ra không bị bắt giữ mà bị tập hợp lại. Quân Đức rất sợ phải vào trong các hầm trú ẩn vì những người bị thương liên tục bắn trả và những người bị bắt giữ được quân Đức sử dụng để đưa những người trong pháo đài ra. Những binh sĩ bị thương còn lại bên trong pháo đài không thể chạy thoát được, nhưng họ đã không bỏ cuộc và vẫn tiếp tục chiến đấu. Súng phun lửa đã được sử dụng. Quân Đức đã đốt cháy những hầm trú ẩn với những người bảo vệ trong đó. Nhiệt độ cao khiến những viên gạch và thép tan chảy và rơi xuống từ trên tường. Các loại vũ khí, người và những mảnh tường bị lẫn lộn trong đống đổ nát. Sáng ngày 29 tháng 6, quân Hitler đã đưa tối hậu thư đối với những người bảo vệ công sự phía đông, yêu cầu họ từ bỏ chiến đấu và sẽ giao nộp chỉ huy Gavrilov, nếu không đơn vị đồn trú sẽ bị tiêu diệt. Đến 8 giờ sáng, máy bay chiến đấu của quân Đức đã ném xuống công sự nhiều quả bom nặng tới 500 kg, nhưng công sự đã chống cự được và tiếp tục bắn trả. Đến buổi chiều, các máy bay ném bom một lần nữa lại xuất hiện trên bầu trời. Quân Hitler chuẩn bị giao đòn cuối cùng với lực lượng bảo vệ pháo đài. Sau những quả bom nặng nửa tấn, một trong các máy bay đã ném quả bom nặng tới 1.800 kg. Quả bom này đã đi xuyên qua những căn hầm trú ẩn. Vụ nổ đã không những làm công sự mà cả thành phố Brest rung chuyển. Những kẻ tấn công sau đó đã tràn vào bên trong công sự. Người ta bắt đầu thu thập các thi thể. Họ thu thập ở đây, ở đằng kia, ở mọi nơi. Những người khỏe mạnh mặc quân phục Hồng quân Liên Xô của chúng tôi. Họ đặt tôi lên cáng gỗ và đưa tôi đi. Sau khi quân Ba Lan đi thì những chiếc xe ngựa đã đến. Họ đưa tôi qua sông và rồi sau đó là đến trại Beleya Podlyaska. Ngày 1 tháng 7, quân đội Đức một lần nữa báo cáo với tư lệnh của họ về sự sụp đổ của pháo đài. Hitler đã cổ trách các tướng lĩnh của mình vì những bản báo cáo không chính xác. Có lẽ đó là cơn giận dữ đầu tiên của ông ta trong cuộc chiến tranh kéo dài này. Số mệnh đã phù hộ cho Piotr Gavrilov, chỉ huy khu đồn trú ở công sự phía đông. Quân Đức tin rằng ông ta đã tự sát hoặc đã chết trong vụ đánh bom. Nhưng ông ấy đã trốn trong hầm trú ẩn với một vài người lính trong 3 tuần sau đó và tiếp tục tiêu diệt những kẻ đột nhập. Khi quân Đức bao vây và định bắt giữ Gavrilov, ông ấy dù đang bị thương nhưng vẫn cố ném một quả lựu đạn. Đó là ngày 23 tháng 7, ngày thứ 32 của cuộc chiến. Quân Hitler đã không dám giết ông ấy.
Những phóng viên của quân Đức đã không quay lại cảnh bắt giữ những người bảo vệ cuối cùng của pháo đài vì nó không giống với kịch bản của bộ phim chiến thắng mà họ đang quay. Bộ phim đã không thành công. Những người quay phim đã không quay được cảnh dương cờ trắng và được các chỉ huy của họ đưa tới Minsk và Smolensk. Những cảnh quay ở Brest được sử dụng cho các mục tin thời sự. Mặc dù vậy, cảnh cuối của bộ phim có thể là cảnh Hitler và Mussolini tới pháo đài Brest vào tháng 8 năm 1941. Hitler muốn nhìn thấy những bức tường của khu thành lũy mà quân Nga đã không từ bỏ chiến đấu, và cũng để hiểu tại sao sư đoàn chí danh của phát xít Đức lại phải chiến đấu ở đây lâu đến vậy. Những tướng lĩnh của Hitler đã không thể giải thích được sức mạnh tinh thần của những người bảo vệ pháo đài. Hitler không tin vào những con người sắt đá. Ông ta chỉ tin vào những cỗ máy sắt đá. Ông ấy đã được cho xem những khẩu pháo tầm xa và những chiếc xe tăng đã bị thiệt hại sau trận đánh. Tuy nhiên, không ai nói với Hitler rằng những người bảo vệ pháo đài không có những vũ khí đó. Những vũ khí đó được thu thập gần Brest và mang về đây vừa để gây ấn tượng, vừa để biện hộ cho thất bại. Mussolini để ý thấy một dòng chữ được khắc trên tường, dịch ra có nghĩa là tôi đang chết nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc, vĩnh biệt tổ quốc tôi. Nhà lãnh đạo của Italia đã quá sốc và không nói gì một lúc lâu. Và đây là nơi Hitler đã nhặt được viên đá có viên đạn bị chảy trên đó. Tuy nhiên, không ai cho Hitler xem khu nghĩa trang của sư đoàn 45. Và cũng không ai kể lại về việc những người lính phát xít tiếp tục thiệt mạng tại pháo đài vì bị bắn chết bởi những người bảo vệ mà họ không nhìn thấy được. Cũng không ai kể cho Hitler truyền thuyết về một người phụ nữ ma ở bên trong các hầm trú ẩn được trang bị súng trường. Những người lính kể rằng từng phát bắn của cô ấy đều chính xác. Sau đó cô ấy biến mất và tiếng súng của cô ấy lại vang lên ở đâu đó. Người ta chỉ nhìn thấy được cô ấy từ xa. Sự xuất hiện của người phụ nữ này là cực kỳ đáng sợ vì cô ấy trông giống như là linh hồn của sự trả thù và chết chóc. Mỗi khi canh gác tại pháo đài, quân Đức lại cầu nguyện không phải gặp con ma đó. Một ngày trước chuyến thăm của Hitler, hai người lính phát xít Đức đã không trở về sau phiên gác ở pháo đài. Hitler rời khỏi Brest và con ma nữ vẫn ở đó. Không ai biết được liệu Hitler có thể tiếp tục cuộc chiến với quân Nga nữa hay không, nếu có ai đó kể cho ông ta nghe về con ma nữ và những người phòng thủ của pháo đài Brest, những người đã ở lại và chiến đấu đến cùng. Hay liệu ông ta có hiểu được rằng pháo đài này không chỉ có những bức tường, mà trước hết còn có cả những con người kiên cường.